Mời quý vị cùng theo dõi phiên tòa. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Trần Huỳnh Duy Thức sinh năm 1966, Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983, Lê Công Định sinh năm 1968 và Lê Thăng Long sinh năm 1967 đã sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Internet, liên lạc, trao đổi bằng mật khẩu và làm ra tàng trữ các tài liệu có nội dung chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phát tán cho nhiều người đọc nhằm xuyên tạc, kích động gây nghi ngờ, làm mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Đây là vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Hoạt động phạm tội của các bị cáo có tổ chức chặt chẽ, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, có sự móc nối kết cấu với các tổ chức phản động người Việt Nam lưu vong và các thế lực thù địch để tập hợp lực lượng, hình thành các tổ chức chính trị phản động, có sự lôi kéo tập hợp lực lượng để hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng hình thức bất bạo động, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá cách mạng Việt Nam. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đọc cáo trạng, nêu rõ những hành vi phạm tội của 4 bị cáo. Từ năm 2005, Trần Huỳnh Duy Thức với vai trò chủ mưu đã thành lập tổ chức chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với tên gọi Nhóm Nghiên cứu Trấn, viết bài tuyên truyền và lôi kéo một số đối tượng tham gia nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Để thực hiện được âm mưu này, Trần Huỳnh Duy Thức còn cấu kết chặt chẽ với tổ chức phản động Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Việt Tân và cùng với Nguyễn Sĩ Bình và Lê Công Định, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung viết bài tuyên truyền xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính phủ, lên kế hoạch lật đổ chính quyền nhân dân. Nhiều tài liệu thể hiện rõ âm mưu phản động như thành lập Đảng Xã hội Việt Nam, thay đổi thể chế chính trị, hiến pháp. Trong phần xét hỏi sáng nay tại phiên tòa, các bị cáo Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ân hận về những hành động vi phạm pháp luật. Và sau đây là lời thú tội của các bị cáo trước tòa. Sau khi mà vô trại tạm giam 134 và Bộ Công an, thì tôi đã nhận thức lại vấn đề và tôi thấy rằng cái việc như vậy là lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, cái vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân Việt Nam. Thì tôi đã nhận thức được là cái điều đó là vi phạm vào cái điều 79 của Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì tôi rất là ân hận. Còn những cái việc đó của tôi còn liên quan đến lụy ảnh hưởng đến gia đình, người thân, bạn bè của tôi. Cho nên là thật sự là tôi rất là ân hận. Thứ nhất, xét về hành vi khách quan. Luật pháp và hiến pháp của Việt Nam đã quy định và bảo vệ quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội Việt Nam. Cho nên là những lời kêu gọi đa nguyên đa đảng mặc nhiên là muốn thay đổi cái thể chế chính trị hiện nay. Và những cái tổ chức nào chủ trương đa nguyên đa đảng thì như vậy là đương nhiên vi phạm vào cái điều 79 theo cái định nghĩa của điều 79 của Bộ luật Hình sự. Đảng Dân chủ Việt Nam là một tổ chức có cương lĩnh và mục đích kêu gọi đa nguyên đa đảng như tôi đã trình bày trong phiên xử sáng nay. Mà tôi thì tham gia vào tổ chức này, cho nên xét về phương diện hành vi khách quan là tôi đã vi phạm điều 79 của Bộ luật Hình sự. Đối với các bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long, sau phần thẩm vấn, công tố viên cho rằng cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh các bị cáo phạm tội. Tuy nhiên, tại tòa các bị cáo lại không thành khẩn, khai báo quanh co, thể hiện rõ tính chống đối. Căn cứ vào các tình tiết của vụ án và quy định của pháp luật, hội đồng xét xử đã tuyên án Trần Huỳnh Duy Thức 16 năm tù giam, Nguyễn Tiến Trung 7 năm tù giam, hai bị cáo Lê Công Định và Lê Thăng Long mỗi bị cáo 5 năm tù giam. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.